Cổ chân nhân chương 2111, thực lực giếng phun. Thân hình phương nguyên khẽ nhoáng một cái. Sát chiêu tiên đạo, nhất niệm hóa vạn thiên. Lập tức chung quanh hắn, huyễn ảnh trùng sinh. Ban đầu chỉ là mấy chục huyễn ảnh tử quan, nhưng sau mấy hơi thở, số lượng huyễn ảnh tử quan này đã tăng lên quy mô gần 10 vạn. Chân thân phương nguyên ẩn tàng bên trong. Nếu không có sát chiêu điều tra cường đại, tuyệt không thể phát hiện ra hắn chiêu này thật ra rất giống một chiến thuật của phương nguyên trước đó trước phương nguyên thi triển vạn ngã sau đó sử dụng gặp mặt từng quen biết biến thành một hư ảnh lực đạo bên trong ẩn tàng chân thân khiến người ta không thể phân biệt được ưu thế của một chiêu này của tử sơn chân quân nằm ở chỗ nó chỉ có một chiêu nhưng hiệu quả lại bù đắp được hai chiêu vạn ngã và gặp mặt từng quen biết của phương nguyên bởi vậy tiêu hao tiên nguyên cũng ít hơn một chút còn có một ưu thế nữa chính là tốc độ số lượng huyễn ảnh tăng lên còn viễn siêu hơn hư ảnh lực đạo. Nhưng nhược điểm nằm ở chỗ, huyễn ảnh tử quan không có uy năng công phạt, chỉ đơn thuần ngụy trang, nghe nhìn lẫn lộn, không bằng hư ảnh lực đạo, bản thân còn có uy năng công phạt. Phương Nguyên đánh tan nhất nhiệm hóa vạn thiên, hai tay khẽ đẩy, trực tiếp đẩy ra một luồng mây mù. Đây là sát chiêu tiên đạo loạn phương hỗn hướng vụ, có thể làm cho cổ tiên đánh mất cảm giác phương hướng. Sau đó, Phương Nguyên thử thúc dục thế niệm vệ thân, nhất niệm vạn lưu tiêu, tất cả đều rất thuần thục, thành công thôi động. Hắn đặt trọng điểm ở chiêu cuối cùng. Sát chiêu tiên đạo tử niệm động tất linh động tinh mang. Chiêu này thôi động rất trường ra, nhưng hiệu dụng lại rất kỳ diệu và cường đại. Nó có thể thông qua mỗi mục kích thu thập ảo diệu sát chiêu tiên đạo đối phương, đồng thời truyền tin tức đức quản về cho Phương Nguyên. Đến khi tin tức được thu thập đến một trình độ nào đó, Phương Nguyên có thể dựa vào thủ đoạn trí đạo, từ trong chiến đấu nghiên cứu ra được làm thế nào để đối phó với sát chiêu của đối phương. Sau đó, ý giải sát chiêu tiên đạo xuất hiện thì có thể thôi phát, phá giải thủ đoạn của kẻ địch, đặt vững thắng cục. Phương Nguyên thử thôi động. Tử niệm động tất linh động tinh mang đích thật trình tự rất trường ra. Phương Nguyên thôi động liên tục 3 lần mới thôi động thành công. Trong quá trình đó còn có một chút tổn thương. Có tiên cổ nhân như cố, phương nguyên đương nhiên không sợ chút vết thương nho nhỏ đấy mấy ngày qua ta không ngừng luyện tập đã nắm giữ gần hết thủ đoạn của tử sơn chân quân phương nguyên ước định trong lòng lúc này từ lúc tuyết nhi chủ động tìm đến cửa đã qua nửa tháng mấy ngày qua phương nguyên chủ yếu tu luyện hồn đạo tăng cường nội tình hồn phách hiện tại hắn đã có thiên vạn nhân hồn kinh doanh tiên kiếu đang từng bước được triển khai ngoài ra còn có luyện tập sát chiêu Sát chiêu cần phải luyện tập. Bởi vì mỗi lần thôi động sát chiêu sẽ có nguy hiểm. Nếu thôi động thất bại, ngược lại tự hại bản thân. Phương Nguyên có vô số truyền thừa, đồng thời còn có rất nhiều sát chiêu. Nhưng nền tảng sát chiêu là tiên cổ. Đầu tiên, Phương Nguyên đã luyện tập sát chiêu trí đạo của Tử Sơn Chân Quân. Tử Sơn Chân Quân là phân hồn đời thứ nhất của U hồn Ma Tôn, thủ đoạn có thể chống lại Long Công, tất nhiên là rất cao minh. Đồng thời trước khi ông chết ông còn giao tất cả tiên cổ trí đạo còn thừa của mình cho phương nguyên vì thế phương nguyên mới có được cơ sở thúc giục sát chiêu tiên đạo của tử sơn chân quân đương nhiên tiên cổ của tử sơn chân quân cũng không hoàn hảo vẫn còn thiếu không ít nhưng điều này đối với phương nguyên mà nói cũng không quan trọng hắn có cảnh giới tông sư trí đạo quan trọng là còn có vần sáng trí tuệ có thể dựa vào giúp cho phương nguyên nhanh chóng cải tiến sát chiêu bây giờ hắn thôi động sát chiêu trí đạo phần lớn đã trải qua một chút cải tiến luyện tập xong phương nguyên đến chỗ của cổ trí tuệ hắn ngồi xếp bằng bên cạnh cổ trí tuệ tắm dưới vần sáng trí tuệ bắt đầu suy nghĩ và tổng kết lại tâm đắc của lần luyện tập này sau mỗi lần luyện tập hắn đều sẽ tổng kết lại đồng thời căn cứ vào trải nghiệm luyện tập của mình tiến hành cải tiến sát chiêu lần nữa rất nhiều sát chiêu sáng tạo ra bao gồm kinh nghiệm thói quen khí chất và nhiều thành phần khác của chính cổ tiên nhưng những sát chiêu này là sát chiêu của người khác kém xa độ thân thiết của sát chiêu vạn ngã đại thủ ấn lực đạo do chính phương nguyên sáng tạo ra cho nên phương nguyên phải không ngừng cải tiến một lát sau phương nguyên suy nghĩ hoàn tất cũng không tiến hành sửa chữa bất cứ chỗ nào trong sát chiêu tiên đạo của tử sơn chân quân nữa mấy ngày qua ta không ngừng luyện tập không ngừng điều khiển sát chiêu cuối cùng đã đạt đến trình độ không cần thay đổi nữa. Chỉ khi nào ta có sự tiến bộ to lớn về phương diện trí đạo thì mới có thể tiếp tục cải tiến. Hiểu được điều này, Phương Nguyên cũng không ép buộc nữa. Trọng điểm suy tính của hắn hôm nay không phải ở phương diện này mà là hoàn thành suy tính sát chiêu cực lực. Vốn, Phương Nguyên có một con tiên cổ cực lực, tiêu hao tiên nguyên để thôi động tiên cổ, tăng trưởng đạo ngân lực đạo cho bản thân. Đáng tiếc, con tiên cổ cực phẩm này đã bị tổn hại nhưng không sao, đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ về một biển. Trong tay Phương Nguyên có nhiều tiên cổ như vậy, lại có vần sáng trí tuệ phụ trợ, hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng suy tính ra sát chiêu tiên đạo cực lực. Có sát chiêu đó, hắn hoàn toàn có thể thay thế tác dụng của tiên cổ cực lực. Suy tính thành công Ước chừng một chén trà sau, Phương Nguyên hài lòng mang theo thành quả rời khỏi cổ trí tuệ. Suy tính sát chiêu tiên đạo cực lực bắt đầu từ 6 ngày trước, cho đến hôm nay rốt cuộc đã hoàn toàn thành công. Sát chiêu Tiên đạo lục chuyển này lấy tiên cổ tiểu cực làm hạch tâm, tiên cổ lực đạo khác làm phụ trợ, thông qua tiêu hao tiên tài lực đạo giúp cổ tiên gia tăng đạo ngân lực đạo cho bản thân. Hiệu quả của mỗi lần tu hành so với tiên cổ cực lực còn muốn tốt hơn một chút, nhưng tiêu hao cũng nhiều hơn. Bởi vì cổ trùng liên quan quá nhiều, kém xa việc thuận tiện thôi động một con tiên cổ cực lực. Tổng thể mà nói, vừa có lợi vừa có hại thời gian sau đó phương nguyên ngoại trừ luyện tập sát chiêu tử sơn chân quân chính là nhiều lần thôi động sát chiêu cực lực trợ giúp bản thân gia tăng đạo ngân lực đạo bây giờ đạo ngân nhiều nhất trên người hắn là đạo ngân biến hóa đạo có gần năm vạn tiếp theo là đạo ngân băng tuyết đạo vận đạo khí đạo âm đạo đều có hơn một vạn lực đạo rất ít phương nguyên không có khả năng vượt qua được tai kiếp liên quan đến lực đạo hắn chiếm đoạt tiên khiếu cũng không có lưu phái chuyên tu lực đạo lần này hắn trọng điểm bổ sung phương diện này sở dĩ hắn lựa chọn lực đạo cũng đã trải qua suy tính kỹ càng hiện tại thủ đoạn mạnh nhất trong tay hắn chính là ấn hộ thân nghịch lưu và vạn giao cái trước chủ phòng cái sau chủ công cả hai đều có liên quan đến lực đạo cho nên tăng trưởng đạo ngân lực đạo chiến lực tăng lên sẽ rất rõ rệt về phần tu luyện sát chiêu trí đạo của tử sơn chân quân chủ yếu là làm phong phú thủ đoạn của mình còn chân chính quyết định chiến lược vẫn là ấn hộ thân nghịch lưu phương nguyên chuyên cần khổ luyện nghiền ép thời gian của mình đến cực hạn mỗi một phút một giây đều phải được lợi dụng đầy đủ hoàn cảnh an toàn này rất khó có được từ lúc trùng sinh đến nay phương nguyên rốt cuộc đã có được một cơ hội tốt như vậy có thể phát triển đầy đủ thực lực tích lũy nội tình cho mình kinh doanh tiên khiếu luyện tập sát chiêu tu hành hồn đạo gần như ngày nào Phương Nguyên cũng đều có một diện mạo hoàn toàn mới. Tốc độ tiến bộ của hắn nghe rợn cả người. Cho dù là địa linh lan gia cũng âm thầm chấn động. Đây chính là những gì mà thiên đình đã đánh giá, sau khi lấy được truyền thừa ảnh tông, nội tình Phương Nguyên thâm thúy đến mức khó mà tin nổi. Bây giờ bỗng nhiên bạo phát, nhất định sẽ hình thành thực lực giếng phun. Sau khi Tuyết Nhi tiếp xúc với thành viên ảnh tông, biểu hiện rất cố gắng và nhu thuận mặc dù chiến lược bản thân nàng không cao nhưng phương diện điều tra lại có rất có bản lĩnh hợp tác với thành viên khác của ảnh tông thăm dò thái khâu cho phương nguyên săn được không ít hồn phách việc phương nguyên lạnh lùng như thế khiến cho nội bộ người tuyết xuất hiện mâu thuẫn bà của tuyết nhi là băng viện chủ trương kiên trì thậm chí còn đưa thêm một phần lễ vật biểu đạt thành ý của bên mình nhưng phe khác lấy băng phong dẫn đầu một số cổ tiên người tuyết lại có ý kiến phản kiến bọn họ cho rằng cái giá thông gia với phương nguyên quá lớn chi bằng tiếp tục nhẫn nại chịu đựng tộc người đá ức hiếp bởi vì thành viên ảnh tông xuất lực dẫn đến tiến độ thăm dò thái khâu của phái lang gia trở nên rất nhanh điều này khiến địa linh lang gia vui vẻ không thôi nhìn phương nguyên càng thêm thuận mắt một ngày nọ phương nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng tiến hành xây dựng tiên khiếu bỗng nhiên hắn nhận được tin tức cầu viện chậm rãi mở mắt ra cùng lúc đó địa linh lan gia cũng thuấn di xuất hiện trước mặt phương nguyên phương nguyên trưởng lão ngươi mau đi hỗ trợ đi bên phía thái khâu xuất hiện hoang thú thái cổ vây khốn cổ tiên phái ta biểu hiện địa linh lan gia rất khẩn trương giọng điệu vội vàng rào một tiếng nổ giống như sấm sét đột nhiên vang lên bên tai cổ tiên mau nhân cùng lúc đó một con rồng to lớn chẳng khác nào ngọn núi nhỏ đang lao đến một bóng đen khổng lồ phủ lên người quần tiên còn chưa đánh tới, sóng khí đã bay tứ tung, khí thế cùng mảnh khiến người ta phải run sợ, khó mà ngăn cản. Xong đời rồi. Ba vị cổ tiên bao nhân đổ mồ hôi đầm đìa, một người còn trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Nhìn thấy ba người bọn họ sắp ngã xuống, lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, rác rưỡi. Bị nhục mạ như thế, nhưng ba vị cổ tiên mau nhân lại vui mừng quá đổi, cùng lúc kêu to, chúng ta đang ở đây, ngưng băng tiên tử, mau cứu chúng ta với. Vào thời khắc nguy nan, một bóng trắng từ xa bay đến, chính là long nữ bạch ngưng băng. Nàng hừ lạnh một tiếng, hai tay nhấc lên. Xoạt. Sau một khắc, bức tường hàng băng đột nhiên dâng lên, ngăn trước mặt ba vị cổ tiên mau nhân. Hoành. Chỉ trong thời gian một hô hấp, một con rồng to lớn đã hung hăng đụng vào bức tường băng. Bức tường băng không chịu nổi sức nặng, ầm ầm vỡ vụn. Nhưng Bạch Ngưng Băng đã kéo ba vị cổ tiên mau nhân nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, đồng thời hai mắt bắn ra tinh mang, trực tiếp chiếu vào con rồng. Con rồng giữ tận rất nhanh bao trùm một tầng sương trắng thật mỏng, tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Bạch Ngưng Băng thở vào một hơi. Trong luồng điện quang hỏa thạch đang giao nhau, nàng đã tính được con rồng trước mắt chỉ là thất chuyển, dựa vào sức chiến đấu của nàng thì quá đủ để đối phó. Nhưng, Hoang thú thái cổ vạn thủ bàn long có hơn vạn con. Ta có thể đối phó được với con rồng trước mắt, nếu có con rồng nào khác tham chiến, kiểu gì cũng sẽ thua, song quyền nan địch tứ thủ. Bạch ngưng băng ngửa mặt lên trời, lông mày cau lại. Đây không phải là thiên địa thái khâu bình thường, mà là không gian trận đạo âm u khắp chốn. Vạn thủ bàn long là hoang thú trận đạo thái cổ, có thể tạo ra không gian trận đạo, cũng giống như thượng cực thiên ưng có thể ra vào tiên khiếu động thiên. Đây chính là bản năng thiên phú của hoang thú thái cổ. Nhất định phải nhanh chóng đột phá chỗ này, trở ra bên ngoài. Hy vọng đám người ảnh vô tà có thể kiềm chế được. Lúc này, bên ngoài thái khâu. Hắc lâu lan và những người khác, mỗi người bay lượn trên bầu trời cao, đối mặt với hàng trăm con rồng dài đứng thẳng trên mặt đất, mỗi con phô diễn khả năng của mình, lần lượt tung ra các loại chiêu thức tấn công giết chóc. Cảnh tượng rất ngoạn mục cỏ khổng lồ xanh mướt trên thái khâu giống như những cây cổ thụ cao lớn, mọc dày đặc thành rừng rậm. Trong đám cỏ khổng lồ có hàng trăm con trường long, hoặc có vảy vàng, hoặc có sừng trên trán, hoặc có ba con ngươi rồng, hoặc có răng sắc nhọn, tất cả đều có hình dạng khác nhau, thân hình đung đưa, đầu đứng thẳng, chiều cao vượt xa cây cỏ khổng lồ. Đây đều là một phần của vạn thủ bàn long. Đuôi rồng của chúng đâm sâu vào lòng đất, kéo dài ra, vốn là một thể của vạn long. Hắc Lâu Lan và những người khác bay lơ lửng trong không trung, giống như diều hâu, liên tục tung ra nhiều đòn sát thủ khác nhau, lộng lẫy và chói lọi, giống như pháo hoa đang nở. Trường Long gầm thét, không bị động mà phản công liên tục, đa số phun ra long tức, một số khác phun ra sương độc hoặc long đồng xạ quan. Không tính con đang đối phó với Bạch Ngưng Băng, tổng cộng có thêm ba con rồng thất chuyển, còn lại chỉ là lục chuyển. Trước mắt không phát hiện được tiên cổ hoang dã, nhưng phải cẩn thận không được đến gần, đề phòng bị đẩy vào bên trong trận đạo thiên địa của vạn thủ bàn long. Đám người hắc lâu lan, ảnh vô tà vừa tác chiến vừa không ngừng trao đổi. Địa linh lan gia cầu viện phương nguyên, phương nguyên tất nhiên không thể không cứu. Thứ nhất, phần thưởng cho nhiệm vụ cứu viện lần này rất nhiều, khiến hắn phải động tâm. Thứ hai, hắn vốn là thái thượng trưởng lão phái lan gia, không thể ngồi nhìn mặt kệ. Nếu không, sẽ làm trái với minh ước. Cho nên, Phương Nguyên vừa chạy đến vừa ra lệnh cho đám người ảnh vô tà đi cứu viện trước. Cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt. Thời gian mới qua không bao lâu, nhưng đám người ảnh vô tà đã cảm nhận được áp lực rất lớn. Không ổn rồi. Càng lúc càng có nhiều con rồng bị đánh thức. Cứ tiếp tục như vậy, Trọng Thái Cổ đã giật mình tỉnh lại. Chúng ta cứu người không thành, lại còn đưa ra tính mạng của mình vào. Khi nào thì tông chủ đến? Nơi này nằm sâu trong Thái Khâu, cách tiên trận truyền tống khá xa. Muốn đến cũng phải tốn chút thời gian. Cẩn thận. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, lại có thêm một con rồng thất chuyển thức tỉnh, từ trong lòng đất lao ra khỏi mặt đất, gầm lên rồi phun ra một lông tức màu bạc. Hắc lâu lan hiểm càng thêm hiểm tránh được. Ảnh vô tà trầm tư một chút, sau đó nói với bạch thỏ cô nương và tuyết nhi, các ngươi có thể lùi lại và hỗ trợ tấn công từ xa. Tuyết nhi chẳng qua chỉ có tu vi lục chuyển, trong lòng đã sớm chấn động, miễn cưỡng tác chiến. Tuy nàng là thiên chi kiêu nữ của tộc người tuyết, nhưng không thể đánh đồng với đám người hát lâu lan. Nghe xong cũng không cậy mạnh, trực tiếp theo bạch thỏ cô nương rút lui. Chúng ta rút lui như vậy có phải không được tốt lắm không? Bạch thỏ cô nương lo lắng nói. Tuyết Nhi liếc nhìn nàng một cái, chúng ta cứ nghe theo vô tà tiên tử. Dựa vào chiến lược này của chúng ta, ở lại cũng chỉ cản trở bọn họ tác chiến mà thôi quần tiên chèo chống được một lát, càng lúc càng có nhiều con rồng tỉnh lại, tham gia tác chiến. Hơn ngàn con rồng lắc lư, gào thét. Đám người hát lâu lan đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cũng may loại hoang thú thái cổ vạn thủ bàng long này rất kỳ lạ. Một khi được sinh ra thì không thể di chuyển. Mặc dù số lượng đông đảo nhưng chỉ có thể đứng im tại chỗ, không thể truy kích. Cho dù là vậy, hơn ngàn con rồng tấn công, thế công kinh người đám người hát lâu lan vừa lui vừa đánh, khó mà ngăn cản. Không xong rồi, tình thế ngày càng bất lợi đối với chúng ta. Bạch ngưng băng còn chưa ra ngoài, chỉ sợ đã lâm vào trận địa của địch, khó mà thoát thân. Đám người hát lâu lan đoán không sai. Bạch ngưng băng đang lâm vào khổ chiến bên trong không gian trận đạo. Để bảo vệ tính mạng cho ba vị cổ tiên mau nhân, nàng lại càng có nhiều cố kỵ hơn. Đúng lúc này, một luồng khí tức khó có thể diễn tả khuếch tán toàn trường một con rồng thật lớn chậm rãi xuất hiện. Rồng thái cổ đã đăng tràn. Đôi mắt ngái ngủ của nó liêm diêm, mí mắt cục lại, chưa tỉnh hẳn nhưng đã mang đến áp lực vô cùng lớn cho quần tiên. Thật đáng ghét. Phải làm thế nào cho phải đây? Trong lúc quần tiên đang do dự, ảnh vô tà quả quyết hạ lệnh, chúng ta rút lui. Bọn họ chỉ có tu vi lục chuyển, thất chuyển, sao có thể chống lại cổ tiên bác chuyển, chỉ có thể rút lui, bỏ lại Bạch Ngưng Băng và ba vị cổ tiên mau nhân. Nói thì chậm, nhưng diễn biến thì rất nhanh. Con rồng thái cổ bỗng nhiên há miệng hút một cái thật mạnh. Một lát sau, thiên địa thay đổi, đám người ảnh vô tà một chút năng lực phản kháng cũng không có, toàn bộ bị đẩy vào không gian trận đạo. Con rồng thái cổ này. Bạch Ngưng Băng chấn động. Nàng nhìn đám người ảnh vô tà, cao mày hỏi, phương nguyên đâu? Đám người ảnh vô tà chỉ có thể cười khổ cũng may sau khi con rồng thái cổ khốn trụ quần tiên ảnh tông vẫn không ra tay long ảnh biến mất sau mấy hơi thở đã biến mất bên trong không gian trận đạo nó có chiến lực bát chuyển trong mắt của nó cổ tiên lục chuyển thất chuyển chẳng có ý nghĩa không đáng cho nó xuất chiến nó giao trận chiến này cho những con rồng khác xử lý thế là hơn một ngàn con rồng bao vây bốn phương tám hướng quần tiên ảnh tông đám người ảnh vô tà nhất thời lâm vào chật vật tình hình hiện tại đã khác trước rất nhiều. Những con rồng này ở trong không gian trận đạo, tiến lên rút lui thoải mái, đột nhiên xuất hiện đột ngột biến mất, quét sạch sự bối rối mà trước đó chúng chỉ có thể ở nguyên tại chỗ. Sau khi cố gắng thử một lần, quần tiên nhận thấy bọn họ không thể phá vỡ không gian trận đạo, đành phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chiến đấu trong tuyệt vọng. Trong trận chiến gian nguy, quần tiên rất nhanh bị thương. Ba vị của tiên mau nhân, Tuyết Nhi và Bạch Thỏ cô nương lại càng hiểm tử hoàn sinh. Như vậy, quần tiên ảnh tông khó mà chiếu cố kẻ yếu khác được. Một vị cổ tiên mau nhân bị giết chết. Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, không kịp rút lui, bị mấy con rồng bao quanh. Nghĩ không ra ta lại phải chết ở chỗ này. Tuyết Nhi bất lực, không thể ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, một bóng người màu đen túng lấy nàng xông ra khỏi trùng vây. Các người làm sao vậy? làm hại lão nương lại phải xuất hiện cứu tràng. Áp lực nguy cấp tồn vong khiến bạch thỏ cô nương biến thành hắc thố. Chính nàng đã ra tay cứu Tuyết Nhi. Tuyết Nhi như phát mộng, ngươi, ngươi là bạch thỏ cô nương. Lão nương không phải là mấy đứa mềm yếu như ngươi. Hắc thố cười lạnh, khinh thường liếc nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi im lặng. Nàng cuối cùng cũng hiểu được, thuộc hạ của Phương Nguyên, thành viên ảnh tông, người nào cũng đều là quái thai. So sánh với bọn họ, nàng là người yếu ớt nhất. Có hắc thố xuất lực, hiện trường cuối cùng đã ổn định một cách nguy hiểm. Nhưng tiệc vui chống tàn, ngày càng có nhiều đầu rồng xuất hiện, hoang thú thái cổ vạn thủ bàn long bắt đầu thể hiện sức mạnh chiến đấu đáng sợ của mình. Quần tiên chỉ có thể chèo chống, không có khả năng thoát khốn. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào phương nguyên. Nhưng khi nào phương nguyên mới đến được? Theo thời gian của trận chiến, phương nguyên lẽ ra đã đến từ lâu nhưng rất nhanh, cổ tiên ảnh tông phát hiện, bên trong không gian trận đạo bao gồm thành phần trụ đạo, cho nên tốc độ chảy tồn tại sự chênh lệch với bên ngoài. Phát hiện này giống như một tảng đá lớn đè lên ngực quần tiên. Nhưng thời gian dần trôi, đám người ảnh vô tà phát hiện, số lượng rồng bên trong không gian trận đạo bắt đầu giảm bớt. Áp lực bọn họ giảm dần, ổn định trận cước vốn tràn ngập nguy hiểm. Nhất định là phương nguyên đã đến. Ngộ ra được điểm này, sĩ khí quần tiên đại chấn nhưng Tuyết Nhi lại không khỏi sinh lòng lo lắng, không biết bên ngoài chiến đấu như thế nào. Tuy Phương Nguyên có chiến lược bát chuyển, nhưng rốt cuộc có chống lại được Vạn Thủ Bàn Long này không? đang nghĩ ngợi vấn đề này, bỗng nhiên không gian trận đạo bị phá vỡ, mọi người quay trở lại Thái Khâu. a à, cảnh tượng trước mắt khiến Tuyết Nhi không nhịn được kinh hô một tiếng. chỉ thấy máu trên mặt đất chảy thành sông, vô số thân trồng yếu ớt ngã xuống trên mặt đất, cả vùng đất rộng trăm mẫu đều biến thành biển máu con rồng thái cổ không ngừng rú thảm, không còn phong thái trước đó. Còn phương nguyên thì khắp nơi đều có. Nhất niệm hóa vạn thiên. Ảnh vô tà than nhẹ, nhận ra sát chiêu mà phương nguyên đang sử dụng. Chân thân phương nguyên đang ẩn nút bên trong ngàn vạn huyễn ảnh. Còn con rồng thái cổ kia lại không cách nào nhìn ra được bản thể phương nguyên. Nhiên niệm phi thạch. Vô số hỏa diễm cự thạch trả rít không dứt, nện vào người vạn thủ bàn long, trực tiếp cuột ngã rất nhiều con rồng bọn chúng suy nghĩ, nhưng khi suy nghĩ vừa mới sinh ra, lập tức bị ngọn lửa thiêu hủy. Nhất niệm hoa khai Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, con rồng rơi trên mặt đất đột nhiên bị bao phủ bởi những bông hoa lộng lẫy. Con rồng chỉ cảm thấy sức mạnh của mình bị rút đi. Con rồng vốn mạnh mẽ cường kiện rơi vào suy yếu. Hoa tươi nở rộ giống như nhiên liệu, càng khiến ngọn lửa cháy mạnh hơn. Thế công đánh tan chiến lực lục chuyển, thất chuyển bọn chúng nằm rạp trên mặt đất chẳng khác nào những con dung béo tốt chỉ còn lại con rồng thái cổ khí thế hùng hổ tìm không được bản thể phương nguyên một thân chiến lực không cách nào thi triển đây chính là uy năng sát chiêu trí đạo vì thế có thể thấy được tử sơn chân quân đã từng uy phong đến cỡ nào phương nguyên nghĩ thầm trong lòng lúc này con rồng thái cổ nhìn thấy đám người ảnh vô tà như có được mục tiêu lập tức nhào về phía bọn họ Hai vị cổ tiên mau nhân còn lại không nhịn được trú thảm. Phương Nguyên hiện ra bản thể, ngăn cản hướng tiến lên của con rồng. Cẩn thận! Tuyết Nhi kêu lên, tâm kinh đảm chiến nhìn con rồng thái cổ đâm vào người Phương Nguyên. Cự lực mãnh liệt khiến Phương Nguyên bắn ra, nhưng lập tức bay ngược trở lại. Ngược lại con rồng thái cổ bị đâm đến đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi. Ấn hộ thân nghịch lưu còn khiến cho cổ tiên thiên đình vô kế khả thi, quy năng huyền diệu không phải nói đùa nhân cơ hội này quần tiên ảnh tông thuận lợi rút lui đến khoảng cách an toàn không còn lo lắng phương nguyên và con rồng thái cổ triển khai đại chiến mạnh mạnh thật tuyết nhi rúng động nàng đã tận mắt nhìn thấy quá trình phương nguyên chiếm thượng phong như thế nào sau đó giết chết con rồng thái cổ ra sao con hoang thú thái cổ này hơi yếu cuộc chiến kết thúc phương nguyên từ trên cao nhìn xuống quan sát con rồng thái cổ bị chặt đứt còn có mấy ngàn con rồng đang nằm trên mặt đất miệng than nhẹ được cứu rồi trưởng lão phương nguyên thần uy vô địch hai vị cổ tiên mau nhân nhìn thấy phương nguyên đánh bại vạn thủ bàng long vội vàng hoan hô phát tiết sự vui sướng khi may mắn còn sống quần tiên ảnh tông lại im lặng bạch ngưng băng hừ lạnh một tiếng vẻ mặt ảnh vô tà như tưởng niệm một điều gì đó khi y nhìn thấy những xác chiêu trí đạo này không khỏi nhớ đến tử sơn chân quân đã hy sinh. Hắc lâu lan vẫn im lặng. Phương Nguyên càng mạnh, hy vọng thoát khốn của nàng lại càng nhỏ bé. Tuyết Nhi liên tục chớp mắt, tinh thần chấn động. Nhìn chiến trường bừa bộn, nàng nhất thời hiểu ra vì sao gia tộc lại trăm phương nghìn kế muốn gả nàng cho Phương Nguyên. Đây chính là chiến lực bác chuyển sao. Cổ tiên có được chiến lực bác chuyển, không phải hoang thú thái cổ bình thường có thể đối phó. Bởi vì người là thiên địa chi linh, có trí tuệ, có thể sử dụng vô số sát chiêu tiên đạo. Gả cho người đàn ông này, cho dù chỉ mượn nhờ tầng quan hệ đó, cũng đủ giúp cho tộc người tuyết của ta không bị tộc người đá ức hiếp nữa. Nếu có thể nhờ hắn trợ lực, bộ tộc sẽ cuộc khởi, lên như diều gặp gió là điều tất nhiên. Phương Nguyên nhìn chầm chầm thi thể rồng nằm đầy đất, còn có mấy con rồng đang bị tê liệt, lập tức tổng kết được mất. Hoàng thú thái cổ có thể so sánh với chiến lực bác chuyển, nhưng cũng phân chia cao thấp. Con vạn thủ hoàng long này là hoang thú thái cổ, khá yếu ớt. Trạng thái của nó không tốt, vừa mới tỉnh lại, vừa lúc bị sát chiêu trí đạo của phương nguyên khắc chế. Nếu phương nguyên dùng các phương pháp khác để chiến đấu, đòn đánh vọt mạnh, có thể sẽ tốn nhiều công sức hơn một chút, nhưng sử dụng nhiên niệm phi thạch sẽ có tác dụng tốt, lan bạc thiên cân. Xử lý con vạn thủ bàn long như thế nào đây? Không có con rồng thái cổ, mảnh thú này sẽ giảm xuống cấp thượng cổ nhưng nội tình vẫn còn đợi một khoảng thời gian nữa nhất định có thể nâng cấp con rồng thượng cổ này thành thái cổ Hoàng thú thái cổ trận đạo khá hiếm thấy tiên khiếu chí tôn của phương nguyên đang trong giai đoạn xây dựng phương nguyên đầu tiên nghĩ đến muốn thả con vạn thủ bàng long này vào tiên khiếu nhà mình nhưng thật đáng tiếc một khi vạn thủ bàng long rơi xuống đất thì không cách nào di chuyển được nữa nó không chỉ xâm nhập vào lòng đất đơn giản như vậy hơn nữa còn tương thông với địa mạch hấp thu chất dinh dưỡng của địa mạch mà không ngừng trưởng thành. Cho nên, nếu đào hết vùng đất xung quanh, chẳng khác nào cắt đứt sự liên thông giữa vạn thủ bàn long và địa mạch, như vậy cũng chẳng khác nào muốn mạng của nó. Cổ tiên bình thường có lẽ sẽ thúc thủ vô sách, nhưng phương nguyên lại có cách. Mặc kệ truyền thừa ảnh tông hay là truyền thừa phái lan gia, cả hai đều có ghi chép phương pháp có thể di chuyển vạn thủ bàn long đi. Nhưng phương nguyên suy nghĩ một chút, lập tức từ bỏ suy nghĩ mê người này nguyên nhân rất đơn giản tiên cổ dành cho những phương pháp này phương nguyên đều không có ngay cả sử dụng vần sáng trí tuệ suy tính cải tiến thủ đoạn có liên quan tiêu hao vật lực tinh lực rất khổng lồ chỉ là một con hoang thú thái cổ cái này chỉ được không bù mất nhưng để giết nó lấy đi các bộ phận trên cơ thể nó bán chúng như tiên tài không tránh khỏi có chút phung phí của trời dù sao đây cũng là một con hoang thú thái cổ còn sống có giá trị hơn mấy con đã chết rất nhiều. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên giống như điện quang hỏa thạch. Chợt, hắn nghĩ đến một phương pháp xử lý tốt nhất, phái Lan Gia. Hắn vừa định liên lạc với địa linh Lan Gia, địa linh Lan Gia đã thông qua phàm cổ tính đạo chủ động câu thông. Địa linh Lan Gia rất cao hứng. Phương Nguyên có thể đánh bại hoang thú thái cổ, cứu được hai vị cổ tiên mau nhân. Lão đến là để cảm ơn Phương Nguyên, giọng nói vô cùng nhiệt tình. Phương Nguyên chỉ im lặng cười một tiếng. Tình cảnh của cổ tiên bác chuyển đúng là rất khác. Cử chuyển không có, bác chuyển xưng hùng. Mỗi một vị cổ tiên bác chuyển, mỗi hành động đều có lực ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù Phương Nguyên không có tu vi bác chuyển, chỉ có chiến lực bác chuyển, có thể được xem là chuẩn bác chuyển, nhưng lúc này hắn đã cảm nhận đầy đủ độ cao dịu dụng của bác chuyển. Phương Nguyên nói với địa linh Lan Gia, con vạn thủ bàn long này còn sống, tương lai sẽ sinh trưởng trồng thái cổ ta dự định nộp con hoang thú thái cổ này cho phái lan gia thái thượng đại trưởng lão ngươi có thể thưởng cho ta bao nhiêu điểm cống hiến môn phái địa linh lan gia sững sờ chợt kêu lên ý kiến hay phái lan gia thăm dò thái khâu sử dụng thi thể hoang thú thái cổ xây dựng tiên trận truyền tống đây được coi là một doanh địa thông qua doanh địa này bọn họ có thể tiến đến bốn phương tám hướng không ngừng thăm dò thái khâu vơ vét tài nguyên thiên nhiên nhưng trong một thái khâu lớn đến như vậy, một doanh địa nho nhỏ nhất định là không đủ. Cũng giống như lần này, cũng bởi vì khoảng cách quá xa, nghĩ cách cứu viện cũng không thuận tiện. Con vạn thủ bàn long này chính là đại trận tiên cấp tự nhiên, hoàn toàn không cần xây dựng, chỉ cần hàng phục nó là có thể biến nó thành doanh địa thứ hai. Điểm cống hiến môn phái, Địa Linh Lang gia suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra một con số khiến Phương Nguyên hài lòng. Thời gian trước Phương Nguyên luyện tiên cổ quá nhiều dẫn đến điểm cống hiến trong phái Lan Gia bị sụt giảm nghiêm trọng. Lúc này được bổ sung, có thể chèo chống một khoảng thời gian nữa. Hiện tại, Phương Nguyên ban bố nhiệm vụ luyện cổ, mục tiêu chủ yếu chính là tiên cổ thiên cơ. Xử lý tốt chiến lợi phẩm, Phương Nguyên liền xuất lĩnh quần tiên Khải Hoàng trở về. Quần tiên ảnh tông đều có thương thế, trong đó hắc lâu lan là nặng nhất. Mặc dù thủ đoạn viêm đạo tinh diệu, nhưng rốt cuộc vẫn không hợp với đại lực chân vũ thể của nàng. Đáng tiếc, Phương Nguyên cũng có nhu cầu phát triển phương diện lực đạo, đây chính là một mâu thuẫn. Phương Nguyên đương nhiên muốn thỏa mãn nhu cầu bản thân, tiếp theo mới thuận thế tăng thực lực quần tiên ảnh tông. Dù sao thiên đình quá mạnh, dựa vào sức mạnh của bọn họ cũng là biện pháp giúp Phương Nguyên tranh thủ thắng lợi. Nhưng ta có thể cải tiến sát chiêu viêm đạo cho Hắc Lâu Lan, giúp cho nàng ta áp dụng dễ dàng hơn. Hoặc cải tiến sát chiêu tiên đạo lực đạo rồi giao cho nàng ta sử dụng. Phương Nguyên suy nghĩ một lúc. Hắc Lâu Lan vô cùng trung thành, bởi vì trên người nàng có minh ước ảnh tông. Trong lòng Phương Nguyên, hắn càng thêm yên tâm với nàng hơn so với Diệu Âm Tiên Tử, Bạch Thỏ Cô Nương. Đồng thời, Phương Nguyên còn có một thủ đoạn kiềm chế Hắc Lâu Lan. Đó chính là tử địch kim phụ thân của nàng, Hắc Thành. Phương Nguyên vẫn luôn giữ chặt đòn sát thủ to lớn này trong lòng tay mình. Hắc Lâu Lan từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi tay hắn. Ta có thể bồi dưỡng Hắc Lâu Lan một chút. Dù sao cải tiến những sát chiêu đó cũng dễ dàng Tiêu hao thời gian và tinh lực không nhiều Xem như thuận tay mà làm Mấy ngày sau Quần tiên ảnh tông lần lượt khôi phục Vết thương trên người hắc lâu lan Cũng chuyển biến tốt đẹp Chỉ còn lại vết thương nhẹ Phương Nguyên giao tiên cổ tinh mâu cho hắc lâu lan Để nàng sử dụng tiên cổ tinh mâu luyện hóa sao trời Những ngôi sao Phương Nguyên lựa chọn rất lớn Khi hắn còn ở Nam Cương ngụy trang thành vũ di hải Nhiều người phức tạp cho nên hắn không thể luyện hóa sao trời được. Tiến triển phương diện này vô cùng nhỏ bé, kéo đến tận bây giờ. Phương Nguyên không có tinh lực và thời gian lãng phí cho chuyện này. Hắn liền giao tiên của tinh mô cho Hắc Lâu Lan để nàng sử dụng, bỏ ra thời gian giúp hắn luyện hóa sao trời. Từ đó để tiên cổ tinh mô phát huy tác dụng chân chính. Đợi đến khi Hắc Lâu Lan công thành, Phương Nguyên sẽ truyền thụ sát chiêu tiên đạo đã được cải tiến, xem như phần thưởng. Kiếp trước Phương Nguyên đã từng thành lập tổ chức, rất có tâm đắc. Muốn đề bạc một người, tuyệt không thể trực tiếp đề bạc ban thưởng lung tung. Hành vi phá hư quy củ, đối với bản thân tổ chức là một loại thương tổn cực lớn. Cho nên, bất kỳ một đề bạc hoặc dèm pha nào cũng đều phải tìm lý do cho thích hợp. Nếu không có lý do thích hợp, vậy thì cứ sáng tạo ra một lý do thích hợp. Phương Nguyên cũng được xem là xe nhẹ đường quen ở phương diện này. Qua chuyện vạn thủ bàn long, phương nguyên ý thức được thực lực quần tiên ảnh tông cần tăng cường thực lực của bọn họ mạnh trợ giúp mang đến cho phương nguyên sẽ càng lớn nhưng quan trọng nhất bây giờ vẫn là sự phát triển của bản thân phương nguyên đáng tin nhất cũng chỉ có bản thân mình người trưởng thành vĩnh viễn sẽ không dựa vào người khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quần tiên ảnh tông đối với phương nguyên mà nói cùng lắm cũng chỉ được xem là dệt hoa trên gấm trở lại vân thành của mình Phương Nguyên lấy ra một khối tiên tài lực đạo lục chuyển. Sau đó, hắn bắt đầu thôi động sát chiêu tiên đạo cực lực. Một lát sau, khối tiên tài lực đạo tan rã. Một phần nhỏ đạo ngân bên trong tiên tài chuyển lên người Phương Nguyên. Sử dụng tiên cổ đạo khả đạo tính toán một chút, đạo ngân lực đạo tăng trưởng không nhiều. Phương Nguyên cũng không thất vọng. Bởi vì điều này đã sớm nằm trong dự liệu. Thủ đoạn của tiên tăng trưởng đạo ngân vẫn là độ kiếp nếu đặt trên người phương nguyên, hắn còn có phương thức nuốt khiếu. Sát chiêu cực lực chỉ có thể tích lũy ngày tháng, mất một thời gian dài mới nhìn thấy được hiệu quả. Cho nên, lần này đối phó với vạn thủ bàn long, mặc dù đạo ngân lực đạo có chút tăng trưởng, nhưng đối với chiến lực tăng lên lại không có hiệu quả rõ ràng. Nhưng nếu ta tinh luyện tiên cổ tiểu cực thành tiên cổ thất chuyển đại cực, cải tiến sát chiêu cực lực, tích lũy đạo ngân lực đạo sẽ có sự tăng lên về chất suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu phương nguyên liền biến mất tinh luyện tiên cổ tiểu cực thành tiên cổ đại cực đích thật là mê người nhưng lại không thích hợp với hiện tại luyện chế tiên cổ thiên cơ mới là mục tiêu chủ yếu tiếp theo phương nguyên không ngừng kinh doanh tiên khiếu xây dựng cơ sở thỏa mãn nhu cầu nuôi nấng rất nhiều tiên cổ nhất là nuôi nấng tiên cổ nó gần như hao phí tất cả tài lực của phương nguyên lúc này mới bao lâu chứ hơn ngàn vạn tiên nguyên thạch dự trữ của phương nguyên đã giảm xuống nghiêm trọng mặc dù bỏ ra nhiều nhưng thu hoạch của phương nguyên cũng rất nhiều phương diện xây dựng cũng đã hoàn thành hơn phân nửa nội tình hồn phách đã là thiên vạn nhân hồn cứ tiếp tục tu hành phương diện sát chiêu ta đã nắm giữ được sát chiêu trí đạo của tử sơn chân quân tiếp theo chính là cải tiến sát chiêu kiếm đạo của bạc thanh phương diện trí đạo phương nguyên có cảnh giới tông sư còn có tiên cổ trí đạo cho nên có được ưu thế. Về phương diện kiếm đạo, mặc dù hắn có không ít tiên cổ kiếm đạo, nhưng cảnh giới không đủ, cho nên nằm ở vị trí thứ yếu. Phương diện hồn đạo, không chỉ có cảnh giới không đủ, tiên cổ không nhiều, chỉ có tiên cổ thất chuyển đổi hồn và tiên cổ lục chuyển tịnh hồn. Cho nên vị trí còn nằm thấp hơn nữa. Phương Nguyên bày mưu tính kế, đã sớm suy tính thỏa đáng. Lần này cải tiến sát chiêu kiếm đạo của Bạc Thanh, thuận tiện cải tiến một số sát chiêu cho hắc lâu lan điểm phiền phức duy nhất chính là bởi vì phải hoàn thành xây dựng cơ sở tài lực hơi eo hẹp phương nguyên hơi lo lắng nhưng không nghĩ đến ba ngày sau người tuyết lại đưa đến phần lễ hỏi thứ ba lễ hỏi thứ ba cũng là phần có phân lượng nặng nhất trong ba phần lễ hỏi có được thu hoạch này tài lực trong việc xây dựng tiên khiếu lập tức có đủ khả năng chèo chống phiền phức cứ như vậy mà được giải quyết nam cương mưa phùn lất phất trong gió lạnh đồi xanh êm đềm trong buổi chiều mờ ảo bình tĩnh đến lạ thường trên đỉnh núi không tên một cây thông xanh khổng lồ bao phủ như một gian nhà từ lúc nãy mầm đến nay đã sáu năm nhanh nhanh qua nửa canh giờ nữa ta đã có thể luyện ra tiên cổ thất chuyển tùng châm sáu năm khổ công của ta ẩn tiên thất chuyển trịnh thanh nôn nóng trong lòng hắn ta là cổ tiên một đạo lần này luyện cổ chính là sử dụng phương pháp một luyện Mặc dù hơi tốn thời gian nhưng vì dùng diệu pháp của Nguyên Liên Tiên Tôn, cho nên xác suất thành công tương đối cao. Trịnh Thanh vốn chỉ là một phàm nhân, đống củi trên núi bị ngã xuống vách núi, kết quả được một đóa hoa sen cao ngất trong sơn cốc nâng lên. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Trịnh Thanh đã kế thừa được một phần truyền thừa một đạo do Nguyên Liên Tiên Tôn lưu lại. Trải qua khổ tu, hắn ta trở thành cổ tiên. Một lòng tu hành, hiếm khi ra ngoài. Trải qua mấy trăm năm thời gian, hắn ta đã tu đến thất chuyển. Tâm tính của hắn ta rất tốt. Không thể không nói, chân truyền nguyên liên tiên tôn rất thích hợp với hắn ta. Lần này luyện cổ, hắn ta hóa thân thành cây thông xanh, bản một cái sáu năm, mưa gió không ngừng, yên lặng tìm tu, mặc cho bên ngoài phong vân biến ảo. ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng nổ, giống như ngàn vạn cự quái đang gầm thét. Chuyện gì xảy ra vậy? trịnh thanh tất nhiên nghe được tiếng vang lập tức cảnh giác trịnh thanh nghĩ đến một đáp án mấy tháng trước đó hắn ta cũng đã từng trải qua một trận dị động như vậy lần đó đại địa chấn động giống như một con cự mãn vô địch ở dưới sâu trong lòng đất trở mình mặc dù không ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng dọa trịnh thanh nhảy dựng một cái sau đó trịnh thanh thông qua bảo hoàng thiên mới biết được thì ra là có một trận địa chấn quy mô chưa từng có bao trùm toàn bộ nam cương chẳng lẽ lần này cũng giống như vậy? Suy đoán của Trịnh Thanh rất nhanh đã nhận được nghiệm chứng. Quả nhiên như hắn ta đã suy đoán, lần này cũng giống như trước đó, vẫn là địa chấn như cũ. Nhưng trình độ quy mô vượt quá đoán trước của Trịnh Thanh. ầm ầm, Địa chấn kinh cũng giống như muốn thôn vệ tất cả. Thiên địa kịch chấn, chẳng khác nào tận thế hàng lâm. Khe rảnh to lớn chợt sinh ra, kéo dài ngàn vạn dặm. Trịnh Thanh cảm thấy bản thân bất hạnh vô cùng. Ngọn núi nhỏ vô danh của hắn ta đang bị khe rảnh thôn vệ. Núi nhỏ sụp đổ. Trịnh Thanh còn đang muốn kiên trì, nhưng đã đạt đến cực hạn, đành phải trở lại hình người như cũ. Dù tâm cảnh của hắn ta rất tốt, lúc này cũng tức đến muốn thổ huyết. Sáu năm khổ công mắt thấy sắp nở hoa kết trái, bây giờ lại hóa thành hư không? Rốt cuộc địa chấn này là chuyện gì vậy? Tại sao ta lại không may như thế? À. đột nhiên hai mắt sung huyết đỏ bừng của hắn ta mở lớn chỉ thấy bên trong khe rảnh bao la hùng vĩ xuất hiện một ngọn núi đá ngọn núi đá có màu vàng cam kết cấu như pha lê bề mặt đá có vô số lỗ có lỗ to bằng ngôi nhà có lỗ nhỏ bằng nắm tay rất nhiều sương mù màu vàng phun ra từ trong những lỗ hổng liên tục không ngừng sương mù càng lúc càng nồng đậm rất nhanh chung quanh biến thành thổ nhưỡng Ngọn núi đá màu cam ban đầu được bao phủ bởi một lớp đất dày chỉ trong vòng 10 hô hấp. Hô hấp của Trịnh Thanh trở nên dồn dập. Hắn ta có chân truyền của nguyên liên tiên tôn, kiến thức không ít, cho nên nhận biết được loại bảo vật này. Hóa ra đây chính là tinh tinh của thổ đạo, là tiên tài bát chuyển. Khoan đã. Sát chiêu điều tra của Trịnh Thanh càng lúc càng di chuyển xa hơn. Hai mắt hắn ta càng lúc càng lớn, miệng kinh hô, ta không có nhìn lầm không? Không chỉ là tinh tinh thổ đạo, còn có ngọc thân lân, địa động du viêm, xuân lôi ngưng lộ châu. Số tiên tài này, giá trị rất cao, quy mô số lượng rất khả quan. Cảm xúc luyện của thất bại đã bị Trịnh Thanh ném ra sau óc. Hắn ta vội vàng lao xuống, bắt đầu thu thập thiên tài địa bảo. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên tu hành sát chiêu kiếm đạo. Sát chiêu tiên đạo, kiếm lãng tam điệp. Ào 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 sóng nước bàn bạc không ngừng dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt thủy triều ba tầng khí thế hạo đảng bọc nước ngàn vạn sắc bén vô cùng sát chiêu tiên đạo vô hình phi kiếm tiên cổ phi kiếm bỗng nhiên bắn ra rồi đột ngột biến mất tốc độ rất nhanh phương nguyên đương nhiên có thể chuẩn xác cảm nhận được vị trí tiên cổ phi kiếm nhưng người bên ngoài thì rất khó đây chính là một trong những sát chiêu sở trường của bạc thanh sát chiêu tiên đạo vân tiêu phi kiếm song trưởng phương nguyên vỗ ra lập tức mây mù dân trào nhanh chóng khuếch tán kiếm thế vô biên vô hạn không thể suy nghĩ vô hình vô chất không thể chống cự sát chiêu tiên đạo vạn lý phi kiếm phương nguyên điểm một ngón tay kiếm quan như một luồng ánh sáng màu đỏ nối liền trời đất trong chớp mắt đã bay mấy nghìn dặm tinh chuẩn vô cùng điểm nhấn cuối cùng sát chiêu tiên đạo ngũ chỉ quyền tâm kiếm phương nguyên vỗ tay sau đó chắp tay trước ngực năm ngón tay phải cuộn lại giống như bóp kiếm quan vô tận trong lòng bàn tay tiếp theo tay phải của hắn chậm rãi giơ lên đỉnh đầu đầu tiên là ngón cái thả lỏng xoẹt một tiếng vang nhỏ kiếm quan sắc bén bỗng nhiên bắn ra trực tiếp xuyên thủng đại lục vân cái sau đó là ngón trỏ ngón giữa lần lượt duỗi thẳng lại có thêm hai luồng kiếm quan bay vụt uy lực vô cùng mạnh mẽ nhưng ngón áp út và ngón út lại không thể duỗi sau khi bắn ra ba ngón kiếm quang, phương nguyên liền ngưng lại sát chiêu này. sau khi luyện tập, phương nguyên đứng tại chỗ, thể ngộ và tổng kết lại. mấy ngày qua, ta đã cải tiến lại sát chiêu kiếm đạo, tổng kết ra được năm chiêu lớn. ngoài trừ kiếm lãng tam điệp bắt nguồn từ phái lan gia, bốn chiêu còn lại đều là thủ đoạn của bạc thanh, nhưng đã bị ta cải tiến lại. tình huống kiếm đạo của ta trên lệch một bậc với trí đạo. tiên cổ kiếm đạo cũng không nhiều bằng trí đạo cảnh giới cũng kém xa tích tắp. Cho nên cải tiến có hạn, vi năng sát chiêu so với nguyên bản bạc thanh trên lệch không ít. Nhất là chiêu cuối cùng ngủ chỉ quyền tâm kiếm. Chiêu thức này vốn nổi danh cổ kim, là sát chiêu uy chấn thiên hạ, nhưng lúc này ta chỉ có thể thúc ba ngón kiếm quan đã là cực hạn. Đồng thời, vi năng công phạt chỉ đạt đến thất chuyển đỉnh phong. Nếu ta có thể điều động tiên của tuệ kiếm bát chuyển, vi năng sát chiêu kiếm đạo có thể tấn thăng lên cấp bát chuyển. Đáng tiếc là, tiên cổ tuệ kiếm thôi động khó khăn, bởi vì phương nguyên không có tiên nguyên bác chuyển. Bản thân phương nguyên không phải bác chuyển, không thể sản xuất ra tiên nguyên bác chuyển, đành phải bỏ qua. Trong tay phương nguyên có ba con tiên cổ bác chuyển, cổ thái độ, tự thủy lưu niên và tuệ kiếm. Trong đó, cổ thái độ là tiên cổ truyền kỳ, không hổ danh được ghi lại bên trong nhân tổ truyện. Yêu cầu sử dụng rất dễ. Tự thủy lưu niên kém hơn một chút, căn cứ vào chất lượng và số lượng tiên nguyên của cổ tiên hiệu quả cao thấp không đồng nhất tiên cổ tuệ kiếm chính là tiên cổ bát chuyển bình thường mặc dù là vật của phương nguyên nhưng phải có tiên nguyên bát chuyển mới có thể thôi động được cho nên phương diện kiếm đạo của phương nguyên có không gian trưởng thành rất lớn nhưng cho đến nay sau đợt phát triển này nó đã tạm thời đạt đến giới hạn luyện tập sát chiêu xong phương nguyên không muốn lãng phí chút thời gian nhàn rỗi nào hắn trở lại Vân Thành, bắt đầu xây dựng tiên khiếu. Tiên khiếu chí tôn, phía bắc tiểu bắc nguyên. Tuyết lớn tung bay, hàng khí bốn phía, tuyết động rất dày, khả năng chịu đựng cũng khác trước rất nhiều. Trống. Ngẫu nhiên có mấy con tuyết quái lão đảo trong lớp tuyết dày, phát ra một vài tiếng gầm kỳ lạ. Ở cực bắc có một ngọn núi đá thủy tinh. Ngọn núi đá này, toàn thân màu xanh nước biển, giống như kết cấu tinh thể, trên thân có nhiều lỗ lớn nhỏ số lượng những cái lỗ rất nhiều sương lạnh không ngừng phun ra từ trong đó đám sương mù càng lúc càng lớn thay đổi cả hoàn cảnh chung quanh tinh tinh băng đạo đây là tiên tài bát chuyển rất hiếm thấy bắt nguồn từ bí cảnh thiên địa hồ rất ít khi bán trên thị trường lần đầu tiên nhìn thấy tinh tinh băng đạo phương nguyên cảm thán không thôi nghĩ không ra bên trong kho tàng của người tuyết lại có được món hàng tốt đến như vậy nhưng rồi phương nguyên lại hiểu ra đừng nhìn bây giờ cuộc sống của người tuyết khá khó khăn nhưng cẩn thận suy nghĩ lại trải qua thời đại tàn khốc cọ rửa người tuyết có thể may mắn sống sót sao có thể là loại người đơn giản được ít nhất người tuyết cũng là người nổi bật khi đó nhưng bây giờ họ chỉ có thể khốn thủ một góc tình cảnh không tốt tinh tinh băng đạo là một trong những nội dung của phần lễ hỏi thứ ba của người tuyết về phần vì sao người tuyết lại biểu đạt thành ý to lớn như vậy phương nguyên không cần đoán cũng biết nhất định là do hắn đã chiến thắng hoang thú thái cổ vạn thủ bàn long. Tình huống chiến đấu đã được Tuyết Nhi ghi chép lại, gửi về cho tộc người Tuyết. Tuy nhiên, đây cũng là điều mà Phương Nguyên cố tình hưởng thụ, và rất vui khi thấy điều đó xảy ra. Có tinh tinh băng đạo này, ta có thể tạo ra một dây chuyền sản xuất tuyết quái. Qua một thời gian nữa, nơi này sẽ trở thành trụ cột kinh tế hoàn toàn mới cho ta. Trong lúc hắn đang suy nghĩ về tương lai, bên phía Mao lục truyền đến tin tức, Tông chủ, luyện chế tiên cổ thiên cơ đã đến trình tự mấu chốt nhất. Mời ngươi đích thân đến luyện cổ. Phương Nguyên không khỏi mừng rỡ. Nếu có thể luyện thành tiên cổ thiên cơ, hắn có thể dự đoán được thiên kiếp địa tai tiếp theo. Chỉ cần là cổ tu, nhất định sẽ biết được ý nghĩa của nó nặng đến cỡ nào. Trong đại sảnh luyện cổ tràn ngập ánh sáng màu trắng. Quang mang vạn trượng khiến người ta không thể nhìn gần. Một luồng khí tức nồng đậm xen lẫn tiên cổ và phàm cổ hiển nhiên luyện cổ đã đến tình trạng quan trọng nhất. Phương Nguyên tắm trong chỗ sâu nhất của luồng ánh sáng màu trắng, toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào bên trong. Bên cạnh hắn là cổ tiên Mao Nhân Mao Lục, gương mặt cũng tràn ngập sự khẩn trương. đến lúc rồi, bỗng nhiên Mao Lục lên tiếng, triệt tiêu toàn bộ cổ trận luyện đạo. thì ra muốn luyện chế tiên cổ thiên cơ, biện pháp thích hợp nhất chính là luyện pháp quan đạo. ngoài ra những luyện pháp lưu phái khác chỉ có được một nửa công phu thậm chí còn có một số phản tác dụng trong bước cuối cùng này cổ trận luyện đạo phải được thu hồi chỉ sử dụng linh cơ diệu niệm của cổ tiên để đạt được bước cuối cùng đây chính là chỗ đặc biệt nhất khi luyện chế tiên cổ thiên cơ các tiên cổ khác gần như không có yêu cầu này chỉ có tiên cổ thiên cơ mới không chịu bất cứ ước thúc và quy định nào dưới tình huống tự do tự tại mới có thể luyện chế thành không thể nghi ngờ đối với cổ tiên luyện cổ mà nói đây chính là một khảo nghiệm rất lớn bởi vì cổ tiên trong khoảnh khắc này sẽ thay thế toàn bộ tác dụng tiên trận dẫn đạo toàn bộ quá trình luyện cổ đạt thành bước cuối cùng nhưng tác dụng cổ tiên dẫn đạo cũng không được vượt quá phân tất một khi vượt quá nhất định sẽ có hạn chế và ràng buộc tiên cổ thiên cơ sẽ không ngưng tụ được điều này đòi hỏi cổ tiên phải nắm được sự cân bằng huyền diệu sự tinh tế khó diễn tả thành lời chỉ có cổ tiên luyện cổ mới có thể tận mắt trải nghiệm bước luyện cổ cuối cùng vô số suy nghĩ dâng lên trong đầu phương nguyên sử dụng thủ đoạn trí đạo hắn hoàn toàn có thể đảm nhận được tác dụng nguyên bản của tiên trận ánh sáng màu trắng chung quanh chói mắt vô cùng nhưng dưới sự dẫn đạo của phương nguyên cũng bắt đầu ngưng tụ lại thời gian dần trôi ánh sáng ngưng tụ thành một hình vòng tròn quanh thân phương nguyên vòng tròn to lớn bao quanh phương nguyên chính giữa vòng tròn Ban đầu chỉ là ngưng tụ ánh sáng, nhưng sau mấy hơi thở đã có xúc cảm thực chất. Sau 10 hô hấp, đại sảnh luyện cổ đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Còn vòng tròn đã ngưng tụ như thật, độ lớn to bằng gian phòng, toàn thân giống như bê tông được đúc bằng bạch kim. Vòng tròn lẳng lặng lơ lửng. Phương Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV đứng chính giữa trung tâm vòng tròn. Mao lục ngừng thở, trong lòng hơi kích động, sát chiêu luyện đạo thiên quan luân chuyển rốt cuộc đã thành hình nhưng ít nhất cần 7 vòng mới có thể chân chính luyện ra được tiên cổ thiên cơ thất chuyển. Vòng thứ nhất Tâm niệm phương nguyên khẽ động Vòng tròn chậm rãi khởi động, tốc độ rất chậm. Vòng thứ nhất cần thời gian chuyển động một chén trà, lúc này mới hoàn toàn chuyển xong một vòng. Vòng thứ nhất là thành công. Mau lục thở ra một hơi. Vòng thứ hai. Phương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra trong mắt của hắn lóe lên một vòng kỳ quan chiếu vào vòng tròn vòng tròn vốn đứng im bất động dường như lấy lại động lực bên trong ánh mắt phương nguyên một lần nữa chuyển động lần chuyển động này tốc độ rõ ràng nhanh hơn so với trước đó sau thời gian nửa chén trà việc chuyển động đã hoàn thành vòng chuyển thứ hai cũng đã thành công mau lục nắm chặt tay vòng chuyển thứ ba hơi thở của phương nguyên trở nên thô trọng không ngừng hô hấp hô hấp này dĩ nhiên không phải hô hấp bình thường mà vận dụng sát chiêu luyện đạo thúc ra hơi thở và vòng tròn giao nhau vòng tròn một lần nữa chuyển động lần này tốc độ chuyển động càng nhanh một lát sau đã xoay vòng thành công lần chuyển thứ ba cũng đã hoàn thành tim trong người mau lục đập thình thịch vòng chuyển thứ tư phương nguyên mở to mắt bắt đầu than nhẹ dưới âm thanh thôi động của hắn tốc độ quay của vòng tròn càng mạnh thêm. Rất nhanh, vòng quay thứ tư cũng đã thành công. Tổng cộng 7 vòng, đã hoàn thành được một nửa. Nhưng tiếp theo sẽ ngày càng khó khăn. Bởi vì chuyển động sẽ càng lúc càng nhanh, rất dễ không nắm chắc. Tráng mau lục bắt đầu nhỏ mồ hôi. Vòng thứ tư kết thúc, Phương Nguyên cũng không vội vã tiếp tục. Hắn nghỉ ngơi một lúc, mới bắt đầu thôi động sát chiêu luyện đạo để vòng tròn tự quay. Vòng chuyển thứ năm hai tay phương nguyên vốn rủ xuống nhưng lúc này hắn đã bắt đầu chậm rãi nhất hai tay lên như thể có hai ngọn núi treo trên cánh tay phương nguyên giơ hai tay lên trong tư thế cực kỳ nặng nề chậm rãi vòng tròn bắt đầu quay nhưng không giống như những lần trước nó vẫn đang từ từ nâng lên cao trong khi quay khoảng cách càng lúc càng cao nhưng khi từ thắt lưng phương nguyên lên tới vai phương nguyên thì đột nhiên dừng lại hỏng rồi sắc mặt mau lục thay đổi Cùng lúc đó, vòng tròn đột nhiên tự nổ tung. Hoành. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng ảnh hưởng của vụ nổ còn chưa lan đến chung quanh đã bị toàn bộ đại sảnh luyện cổ trấn áp lại. Chính giữa, Phương Nguyên lại tiếp nhận toàn bộ uy năng của vụ nổ. Phốt. Sắc mặt Phương Nguyên đột nhiên trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã bị trọng thương. Tiên cổ nhân như cố. Phương Nguyên lập tức thôi động con tiên cổ mọi việc thuận lợi tiên cổ nhân như cố nhanh chóng phát sinh tác dụng vết thương nặng của phương nguyên trực tiếp chuyển thành vết thương nhẹ nhưng thương thế cũng không khỏi hẳn phương nguyên luyện chế tiên cổ thiên cơ thất chuyển thụ thương mặc dù tiên cổ nhân như cố đã phát huy hiệu quả nhưng không thể hoàn toàn xóa bỏ thương thế lần này trình độ thương thế nghiêm trọng của phương nguyên có thể thấy được lúng đốn luyện chế tiên cổ thiên cơ thất bại đây cũng không phải là lần thất bại đầu tiên mấy lần trước mao lục đều giữa đường thất bại lần này đến bước cuối cùng phương nguyên đích thân ra tay vẫn thất bại như cũ nhất thời sắc mặt của phương nguyên và mao lục đều rất khó coi lần này phương nguyên đã luyện tập đầy đủ trước khi luyện cổ còn sử dụng rất nhiều thủ đoạn vận đạo nhưng vẫn không thành công luyện cổ chính là như vậy muốn thành công đều sẽ không dễ dàng đầu tư rất nhiều nhưng chưa chắc có thể thu lại cuối cùng rất có thể công giả tràng một điều quan trọng chính là tai kiếp phương nguyên sắp đến lần này luyện chế tiên của thiên cơ không thành công đồng nghĩa với việc phương nguyên không kịp luyện chế lần thứ hai đáng tiếc mao lục thở dài không thôi không sai cho dù không có thiên cơ ta cũng có lòng tin vượt qua phương nguyên khoát tay chỉ trong thời gian ngắn ngủi tâm trạng của hắn đã khôi phục lại như ban đầu mấy ngày sau Phương Nguyên thông qua tiên trận truyền tống đến một bãi đất hoang, bắt đầu đổ kiếp. Hạ Tiên khiếu xuống, hắn mở ra cánh cửa tiên khiếu. Vù vù vù. Rất nhiều khí thiên địa mãnh liệt chảy vào, giống như thiên hà chảy ngược, bổ khuyết cho tiên khiếu chí tôn. Cảnh tượng mênh mông hùng vĩ khiến đám người ảnh vô tà như phát mộng. Lần này đổ kiếp, để đảm bảo vạn vô nhất thất, hắn mang cả quần tiên ảnh tông đến. Bạch Ngưng Băng cũng ở bên trong, nhưng Tuyết Nhi thì ở lại phúc địa lang gia tuyết nhi còn chưa được phương nguyên tin tưởng về phần những người khác bọn họ đã từng tiến vào tiên khiếu chí tôn của hắn khi phương nguyên đổ kiếp bọn họ có thể giúp được một hai hoặc có cổ tiên bị thu hút đến phá hư bọn họ cũng có thể ra ngoài ngăn cản kẻ địch dùng phương nguyên đây chính là nhân kiếp khi phương nguyên đổ kiếp tất nhiên sẽ bị thiên ý chú ý điều này cũng không còn cách nào thiên ý trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ phương nguyên tất nhiên sẽ bố cục sau khi bố cục sẽ tạo ra nhân kiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó nghĩ ra được có tiên khiếu chỉ hút khí thiên địa thôi lại có thể có được khí tượng bao la hùng vĩ như vậy. Tiên khiếu chí tôn thật sự quá mạnh. Ta tin rằng, ngay cả tôn giả cử chuyển hút khí thiên địa vào cũng chưa chắc có được cảnh tượng như thế. Quần tiên ảnh tông cùng tán thưởng. Bạch ngưng băng hừ lạnh một tiếng, tinh mang nhấp nháy trong mắt. Nàng nói, các người xem nhẹ tôn giả cử chuyển quá rồi đấy mặc dù ta chưa từng tận mắt nhìn thấy tiên khiếu cửu chuyển hút khí thiên địa nhưng nhờ kế thừa chân truyền bạch tướng ta biết bạch tướng năm đó hút khí thiên địa quy mô còn hùng vĩ hơn phương nguyên nhiều ảnh vô tà thản nhiên lường bạch ngưng băng một chút bạch tướng là bác chuyển có động thiên bác chuyển lúc này phương nguyên chẳng qua chỉ là thất chuyển có phúc địa thất chuyển mà thôi cả hai không thể so sánh với nhau được huống chi không gian tiên khiếu chí tôn rất rộng rất nhiều nơi vẫn còn chưa được xây dựng tiềm lực trưởng thành rất khó tưởng tượng. Trái lại Bạch Tướng năm đó đã xây dựng toàn diện, tài nguyên tràn ngập động thiên. Những tư nguyên đó tiêu hao hai khí thiên địa tất nhiên là to lớn rồi. Bạch Ngưng băng im lặng. Lời của vô tà tiên hữu nói rất đúng. Diệu âm tiên tử cười duyên một tiếng. Các cổ tiên còn lại đều gật đầu, biểu hiện sự đồng ý. Một lúc lâu sau, tiên khiếu chí tôn mới hút xong hai khí thiên địa. Tai kiếp bắt đầu hình thành ở tiểu xích thiên. Hiện tại nhục thân của Phương Nguyên đang ở tiểu xích thiên. Tai kiếp này nhắm vào hắn, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi khác. Về phần vì sao lại lựa chọn tiểu xích thiên, bởi vì nơi này vẫn còn trống không. Nơi này đã từng diễn ra trận chiến giữa hắn và niên thú khỉ thái cổ, không có bất kỳ tài nguyên nào. Độ kiếp ở đây sẽ giảm bớt được tổn thất. Nếu độ kiếp ở tiểu Nam Cương, tiểu Bắc Nguyên, tai kiếp tứ ngược, tổn hại vô số tài nguyên. Đây tuyệt không phải tình huống mà Phương Nguyên muốn nhìn. Tiên khiếu chí tôn quá lớn. Nếu chúng ta đổ kiếp, sao có thể tránh khỏi tai kiếp làm hại tài nguyên? Nhưng bên trong tiên khiếu chí tôn, tai kiếp căn bản không thể bao quát hết tiểu xích thiên. Hắc lâu lan thở dài, giọng nói cực kỳ hâm mộ. Ảnh tông ta vất vả tích lũy 10 vạn năm. Lúc này mới luyện thành cổ tiên thai chí tôn, tất nhiên không phải bình thường. Ảnh Vô Tà hừ lạnh một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo. Đáng tiếc, tất cả đều làm áo cưới cho Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng ung dung nói một câu, lập tức khiến Ảnh Vô Tà phải trừng mắt. Làm sao? Ta nói sai sao? Bạch Ngưng Băng không hề sợ hãi, khiêu khích nhìn Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác, cổ tiên thai chí tôn cho Phương Nguyên đại nhân có gì khác biệt? Bây giờ hắn là tông chủ ảnh tông ta, chúng ta cùng một trận doanh. Ha ha ha. Bạch ngưng băng phát ra tiếng cười trào phúng. Ảnh vô tà mắt biết tai ngơ, nhìn chầm chầm tai kiếp đang thành hình. Chung quanh phương nguyên tràn ngập sương độc. Sương độc mênh mông cuồn cuộn, phân biệt năm màu rõ ràng. Đây là tai kiếp độc đạo. Bạch thỏ cô nương yếu ớt nói. Chuẩn xác mà nói là ngủ độc kiếp. Ảnh vô tà nói. Tầm mắt của y tất nhiên là rộng lớn. Quả nhiên như y đã nói, sương độc năm loại sắc thái ngưng tụ thành năm hình thái quái vật theo thứ tự là rắn bọ cạp nhện cốc và rết năm con quái vật quay chung quanh phương nguyên nhìn chằm chằm cũng không nôn nóng tấn công bọn chúng đang tích lũy sức mạnh theo thời gian trôi qua hình thể của bọn chúng càng lúc càng to lớn tại sao phương nguyên còn chưa ra tay bạch ngưng băng cao mày lúc này là thời cơ tốt nhất để ra tay nếu không thời gian trôi qua càng lâu độc vật lại càng lợi hại. Nhưng sách lược chiến thuật của Phương Nguyên lại khác biệt so với tư duy bình thường. Hắn chờ cho đến lúc sức mạnh ngũ đại độc vật lên đến cực hạn. Hình thể ngũ đại độc vật như núi, chống trời đạp đất đánh tới Phương Nguyên. Đám người bạch ngưng băng không khỏi ngừng thở. Vì thế tai kiếp quá mạnh khiến cho bọn họ quan chiến cũng phải rúng động trong lòng. Đây không phải tai kiếp thất chuyển bình thường, dưới sự gia trì của thiên ý, nó đã đạt đến bi năng tối cao mà đại đạo thiên địa cho phép. Chỉ có như vậy thôi sao? Phương Nguyên liếc mắt, thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, tiếng nổ như lôi đình không dứt bên tai. Con người đám người bạch ngưng băng hơi co lại, kinh hãi nhìn Phương Nguyên tung hoành chiến trường. Ngũ đại độc vật dưới đủ loại thế công của hắn, nhanh chóng tan rã. Một lát sau, sương độc cũng bắt đầu tan rã chỉ còn lại phương nguyên như ma thần lơ lửng bên trong chiến trường phương nguyên nhìn xuống chiến trường một vòng rồi lại nhìn hai tay của mình miệng lẩm bẩm thiên kiếp thất chuyển quá yếu mặc dù thiên ý muốn diệt trừ thiên ngoại chi ma ta tăng uy năng thiên kiếp thất chuyển lên đến cực hạn đáng tiếc vẫn không làm gì được ta tai kiếp lần này phương nguyên vượt qua một cách dễ dàng vì tai kiếp hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ nhưng những gì chuẩn bị đằng sau đều chưa sử dụng đến Đám người ảnh vô tà quan sát Phương Nguyên đánh một trận xì dầu, không khỏi rúng động, đồng thời hâm mộ tiên khiếu chí tôn vô cùng. Cổ tiên thất chuyển tổng cộng phải độ 24 địa tai, 3 lần thiên kiếp, 3 lần hạo kiếp. Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đến lúc thực lực ngũ đại độc vật mạnh nhất, khi đó mới ra tay độ kiếp, từ đó điều tra ra được uy năng mạnh nhất của thiên kiếp. Thiên kiếp thất chuyển đối với hắn mà nói đã không còn bất kỳ uy hiếp gì. Tai kiếp lại càng không có khả năng, chỉ có hạo kiếp mới là ẩn số. Quy năng hạo kiếp cụ thể như thế nào, Phương Nguyên cũng không rõ lắm. Bởi vì hắn chưa vượt qua lần nào. Tu vi thất chuyển của hắn đa số đều nhờ nuốt khiếu, cường thủ mà đoạt được. Lần độ thiên kiếp này là lần độ kiếp đầu tiên khi hắn có tu vi thất chuyển. Sau đó, Phương Nguyên dùng tiên cổ đạo khả đạo tính toán. Sau khi độ kiếp thành công, hắn đã thu hoạch được hơn 1.000 đạo ngân độc đạo. Về sau, nếu Phương Nguyên dùng tiên cổ độc đạo, uy năng của hắn sẽ tăng phúc gấp đôi. Thiên kiếp bình quân sẽ thu hoạch được 750 đạo ngân. Nếu Phương Nguyên có thể vượt qua được 1.000 đạo ngân, hiển nhiên thiên ý đã bố trí uy năng thiên kiếp đến cực hạn. Nhưng những thu hoạch này cũng không phải thứ Phương Nguyên cần trước mắt. Thứ nhất, hắn không có tài nguyên độc đạo cần bồi dưỡng. Tiếp theo, cảnh giới độc đạo của hắn rất thấp. Cuối cùng, tiên cổ độc đạo của hắn chỉ có một con phụ nhân tâm hiển nhiên đây là thiên ý cố tình lựa chọn độc đạo kết quả ngán chân phương nguyên lần tiếp theo ta độ thiên kiếp chỉ sợ thiên ý sẽ giảm uy năng thiên kiếp xuống mức thấp nhất phương nguyên không cần đoán cũng có thể đoán ra được tình huống này thiên kiếp lần này đã giúp cho thiên ý phát hiện nó không làm gì được phương nguyên chắc chắn lần sau sẽ không gia tăng uy năng thiên kiếp đến cực hạn dù sao làm như vậy chỉ làm cho phương nguyên gia tăng thêm càng nhiều đạo ngân ngoại trừ tư địch một chút phiền phức cũng không tạo ra được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau này lợi ích đạo ngân mà ta nhận được khi độ kiếp sẽ xuống rất thấp. Chỉ có nuốt khiếu mới là biện pháp đúng đắn nhất. Phương Nguyên thầm nhủ trong lòng. Nuốt khiếu cũng là ưu thế của tiên khiếu chí tôn, tương lai nhất định sẽ lợi dụng càng nhiều. Chỉ là hiện tại không có thượng cực thiên ưng, Phương Nguyên không có cơ hội phát triển tiềm tu. Dòng sông thời gian vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng trong lúc đó phương nguyên lại độ địa tai phát hiện quả nhiên giống như hắn đã suy đoán trước đó thu hoạch đạo ngân rất ít nhưng ở phương diện khác phương nguyên lại tiến bộ thần tốc thu hoạch rất lớn về phương diện hồn đạo nội tình hồn phách của hắn đã đạt đến đẳng cấp thiên vạn nhân hồn hồn phách cô động đến cực điểm đã có một chút dấu hiệu từ hư trở thành thật càng quan trọng hơn chính là sát chiêu tiên đạo quỷ quan y lại càng mạnh hơn cung cấp sức mạnh cường đại che giấu phương nguyên bên phía hát lâu lang nàng đã luyện hóa hoàn tất sao trời phương nguyên thử thôi động tiên cổ tinh mâu hiệu quả điều tra rất tốt có con tiên cổ này phương diện điều tra của phương nguyên sẽ tăng lên rất nhiều phương diện kinh doanh tiên khiếu xây dựng cơ bản đã hoàn thành điều này đã tiêu hao gần như toàn bộ tiên nguyên thạch dự trữ của phương nguyên còn có trước sau ba phần lễ hỏi của người tuyết phương nguyên còn mượn phái lan gia một số vật tư rốt cuộc đã bổ sung xong toàn bộ như vậy, mặc dù phương nguyên còn chưa nuôi qua một lần nhưng cơ sở đã đầy đủ, cũng giống như mặc dù chưa ăn cơm nhưng trên bàn đã có món ngon bày sẵn. Chỉ cần phát triển tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có thu hoạch thành công. Kinh doanh tiên khiếu có 7 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, xây dựng tài nguyên phàm cấp. Cấp độ thứ hai, xây dựng tài nguyên tiên tài, có thể thành công nuôi nấng tiên cổ. Cấp độ thứ ba, nuôi dưỡng và sản xuất tiên thú, tiên thực hình thành sinh thái trước sau như một với bản thân mình. Cấp độ thứ tư, tiên khiếu sản xuất đủ loại, tiến hành mua bán, bù đắp cho nhau, kiếm thêm lợi nhuận. Trước kia của Phương Nguyên chính là phồn vinh dị dạng, một bước vượt đến cấp độ thứ tư, nhưng vẫn còn một chân dừng ở cấp độ thứ hai. Bây giờ cấp độ thứ hai đã viên mãn. Một chân còn lại của Phương Nguyên rốt cuộc đã bước vào cấp độ thứ ba. Cấp độ thứ ba, nuôi dưỡng và sản xuất tiên thú, tiên thực, hình thành trước sau như một với sinh thái bản thân tiêu chuẩn thành công ở cấp độ này nằm ở chỗ những tiên thú tiên thực này được đặt vào tuần hoàn tự nhiên bên trong tiên khiếu một cách hoàn mỹ hình thành hệ thống sinh thái trước sau như một với bản thân về phương diện này trước kia phương nguyên đã từng đạt đến nhưng bây giờ lại có khiếm khuyết bởi vì hai đàn thú lớn nhất của hắn một là bầy ưng một là niên thú đều chưa chân chính dung nhập vào tiên khiếu chí tôn đám ưng thú cần lượng thức ăn rất lớn trước mắt, Phương Nguyên đều mua thức ăn từ Phái Lan Gia và Bảo Hoàng Thiên. Niên thú lấy cổ niên làm thức ăn. Những thứ đó, Phương Nguyên đều dựa vào việc tự sản xuất. Trong đó, tiên cổ bác chuyển tự thủy lưu niên phát huy tác dụng cực lớn. Không có nó, Phương Nguyên không có khả năng nuôi dưỡng được đàn niên thú quy mô như vậy. Xây dựng cấp độ 3 phải chậm lại một chút. Phương Nguyên cũng muốn tiếp tục kinh doanh, nhưng hắn không thể không tạm dừng. Vốn liếng trong tay hắn không đủ. Muốn tiếp tục kinh doanh tiên khiếu, hắn phải phát triển mậu dịch cấp độ thứ tư trước. Hôm nay, Phương Nguyên đã có chính trụ cột kinh tế trong tay. Trụ cột thứ nhất đương nhiên là đảm thạch cổ, có khả năng lũng đoạn thị trường, tiềm lực cực kỳ to lớn, nhưng đầu tư vào cũng rất lớn, lại còn phải chia lợi ích với phái lan gia. Hiện tại, số đảm thạch cổ trong tay Phương Nguyên đều dùng để tu hành hồn đạo. Lợi nhuận cho thứ này là con số không? Tiếp theo chính là cổ niên. Phương Nguyên vẫn còn chưa chân chính đoạt lấy thị trường cổ niên, nhưng trải qua việc kiếm bộn trước đó, cho dù hắn phát triển phương diện này 2-3 năm, thậm chí 4-5 năm, thu hoạch sẽ rất tệ. Nhưng không thể phủ nhận, tiềm lực buôn bán cổ niên rất lớn. Nguyên nhân nằm ở chỗ Phương Nguyên nắm trong tay tiên cổ bác chuyển tự thủy lưu niên. Con tiên cổ này do đại năng trụ đạo Bắc Nguyên Hắc Phàm sáng tạo ra. Nói thật, nó chính là tiên cổ cực phẩm trong số bác chuyển, không chỉ dễ thôi động mà có được nó, đồng nghĩa với việc có được dây chuyền sản xuất cổ niên rẻ tiền. Nhưng có lợi thì cũng có hại. Nó sẽ thu hút niên thú thái cổ đến quấy nhiễu tiên khiếu nhà mình. Sau khi Hắc Phàm sáng tạo ra tiên cổ tự thủy lưu niên, ông vẫn luôn gắng sức giải quyết khuyết điểm này. Đáng tiếc, bản thân ông có hạn. Tuy là đại năng trụ đạo, nhưng phương diện khác lại không có thực lực. Thứ hai, cơ duyên có hạn. Nếu ông giống như Phương Nguyên, có được sát chiêu bách bắt thập nô, nhất định có thể giải quyết khuyết điểm này thứ ba tuổi thọ của ông có hạn trên thực tế hắc phàm đã dần xử lý được khuyết điểm này niên thú thái cổ điếu lai trận quan âm tiết hồng trục lưu trận chính là thành quả đáng tiếc tuổi thọ lại đến cho nên tiên cổ tự thủy lưu niên cũng không nở rộ trong tay người khai sáng ra nó cho đến khi lọc vào tay phương nguyên nó mới hoàn toàn phát huy uy năng diệu dụng của mình nói đến đây Phương Nguyên cũng thường xuyên cảm thán. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Sau cổ niên chính là Long Ngư, nhận trường hận, đối ứng với hải vực Long Lân, động bàn tơ trong tiên khiếu chí tôn. Khi Phương Nguyên còn ở Nam Cương, hắn đã trăm phương nghìn kế mượn lực vũ gia mà chậm rãi xây dựng nên, khổ công hao phí một phen. Nhưng bây giờ, buôn bán Long Ngư đang bị tổn thất. Trước đó, Phương Nguyên ngụy trang thành vũ di hải, buôn bán Long Ngư đều dựa vào nhân mạch vũ gia, chủ yếu bán cho thế lực chính đạo Nam Cương. Hiện tại thân phận của hắn đã bị bại lộ, con đường này tất nhiên bị cắt đứt. Cho nên, nhận trường hận trở thành sản nghiệp trụ cột nhất trước mắt Phương Nguyên. Người mua lớn nhất chính là tiêu gia Tây Mạc. Quan hệ buôn bán này lại ngày càng vững chắc. Sau Long Ngư, nhận trường hận chính là U Hỏa Long Mãn, một loạt tài nguyên tinh đạo, cổ tinh tiêu, cỏ tinh tiết, linh xà, tuyết quái, khuẩn quan chiếu. Buôn bán U Hỏa Long Mãn, Ban đầu Phương Nguyên có được một chút hạt giống ở Phúc Địa Vương Đình. Về sau, hắn đạt được diệu pháp nuôi dưỡng độc nhất vô nhị của Hắc gia, từng bước một phát triển đến quy mô như bây giờ. Quy mô không lớn không nhỏ, không bằng Long Ngư và Nhện Trường Hận. Tài nguyên tinh đạo là Phương Nguyên kế thừa từ di sản của Vạn Tượng Tinh Quân. Phần tài nguyên này vẫn không được Phương Nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Vốn nó rất quan trọng, nhưng bây giờ địa vị càng lúc càng thấp bởi vì có rất nhiều quy mô tài nguyên vượt qua nó dù sao nó cũng lưu truyền từ một vị cổ tiên lục chuyển quy mô ban đầu đã không lớn rồi linh xà cũng không khác gì tài nguyên tinh đạo nó vốn do phúc địa hàng đông sản xuất ra bị phương nguyên chiếm đoạt về sau không tận lực bồi dưỡng thành ra vẫn như cũ sau cùng chính là tuyết quái và khuẩn quan chiếu đây là những hạng mục tương lai phương nguyên lợi dụng tinh tinh băng đạo không ngừng cải tạo hoàn cảnh tiểu bắc nguyên trong tiên khiếu phù hợp cho tuyết quái. Còn khuẩn quan chiếu thì phải mang theo, không cách nào xem như hàng hóa mà bán ra ngoài được. Tổng kết một chút, thật ra tình huống kinh doanh buôn bán của phương nguyên không được lạc quan cho lắm. Đảm thạch cổ không sinh lợi, buôn bán long ngư bị tổn thất, thảm đạm dị thường. Mặc dù nhận trường hận vẫn bán được như lúc trước, nhưng một cây chẳng chống vững nhà. U hỏa long mãn, tài nguyên tinh đạo, Linh xà đối với cổ tiên lục chuyển mà nói, mỗi một hạng mục đều rất quan trọng. Nhưng đối với phương nguyên mà nói, quy mô rất nhỏ. Ba thứ này cộng với nhện trường hận, miễn cưỡng giúp phương nguyên chống đỡ cục diện. Tuyết quái còn cần phương nguyên không ngừng đầu tư. Còn khuẩn quan chiếu thì không thể động, còn phải tăng lớn quy mô. Phần lợi nhuận do buôn bán cổ niên trước đó đã gần cạn. Phương Nguyên cần trọng chấn lại. Hắn gia đại nghiệp đại. Mặc dù xây dựng cơ sở đã hoàn thành, trình độ phát triển tiên khiếu vượt xa ban đầu đến 3-4%. Nhưng mặc kệ là xây dựng tiên khiếu, cải tiến sát chiêu, tu hành hồn đạo đều cần đầu tư vốn liếng không ít. Muốn tiến bộ, muốn phát triển, tất nhiên phải nỗ lực trước. Đầu tư vốn liếng càng lớn, trình độ tiến bộ sẽ càng cao, càng nhanh. Đối với Phương Nguyên mà nói, hắn nắm giữ rất nhiều nội dung truyền thừa, tất nhiên cũng có rất nhiều diệu pháp kinh doanh tài nguyên thậm chí còn là bí truyền độc nhất vô nhị, giúp cho hắn có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng trong số đó, rốt cuộc cái nào mới thích hợp cho hắn lựa chọn nhất? Phương Nguyên không khỏi trầm tư. Phúc địa lan gia, mật thất vân thành. Hồn phách Phương Nguyên thoát ly khỏi cơ thể. Hồn phách của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Phương diện nội tình cao đến bảy thiên vạn nhân hồn. Phương Nguyên hy sinh lợi nhuận buôn bán đảm thạch cổ, lại nghiền ép đám người ảnh vô tà, lợi dụng hai bí cảnh tu hành hồn đạo độc nhất trong thiên hạ, phương diện tu hành hồn đạo tăng lên như hỏa tiễn, tốc độ kinh thế hải tục. Chỉ còn thiếu 3.000 vạn nhân hồn nữa là có thể đạt đến cấp ức nhân hồn. Phương Nguyên dò xét hồn phách nhà mình. Chỉ thấy hồn phách sinh động như thật, gương mặt tinh xảo, hình thể bình thường. Từ sâu trong hồn phách tản ra một luồng ánh sáng bao phủ toàn thân hồn phách, mang đến cho người ta cảm giác trắng chắc, tinh xảo sát chiêu cửu chuyển quỷ bất giác giống như nội y tơ lửa bao phủ mặt ngoài hồn phách bên trên là một lớp quỷ quan y phương nguyên cải tiến sát chiêu tiên đạo quỷ quan y lấy tiên cổ thất chuyển đổi hồn tiên cổ lục chuyển tịnh hồn làm hạch tâm trước đó chỉ là một lớp y phục rộng thùng thình tay áo vạt áo kéo dài đến mu bàn chân vô cùng mỏng nhưng khi nội tình hồn phách của phương nguyên không ngừng tăng lên quỷ quan y lại càng dày hơn bây giờ nhìn lại quỷ quan y đã thay đổi hình dáng, không chỉ từ mỏng chuyển sang dày, đồng thời trên y phục còn kèm theo một tầng chiến giáp, lộ ra uy phong lẫm liệt. Đây mới là diện mạo của quỷ tương y cấp độ thất chuyển của sát chiêu quỷ quan y. Trước đó, bởi vì bị cách một lớp quỷ bất giác, dẫn đến sự liên hệ giữa quỷ quan y và hồn phách rất yếu, suy yếu thành cấp độ lục chuyển quỷ xoa y. Bây giờ, nội tình hồn phách gia tăng rất lớn, dần dần khôi phục lại uy năng thất chuyển nhưng khoảng cách đến quỷ tương y hoàn chỉnh vẫn còn chênh lệch. Phương Nguyên quan sát phía sau lưng mình. Hình thái hoàn chỉnh của quỷ tương y không chỉ có vũ trang chiến giáp, mà còn có ba cây chiến kỳ đằng sau. Bây giờ ba cây chiến kỳ này vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Lần này, trọng điểm tu hành của Phương Nguyên tất nhiên không chỉ xem xét thành quả tu hành hồn đạo mà thôi. Mặc dù hồn phách của hắn rời khỏi cơ thể, nhưng ý chí vẫn còn trong nhục thân ban đầu đang chậm rãi thôi động một sát chiêu tiên đạo. Phân hồn Chiêu này bắt nguồn từ chân truyền u hồn. Sau khi trải qua phương nguyên cải tiến, nó đã có thể sử dụng. Một cơn đau rất lớn đánh úp hồn phách phương nguyên. Hồn phách của hắn lập tức bị trọng thương. Phương nguyên cắn răng, tranh thủ lui hồn phách về lại nhục thân. Đây là lần đầu tiên hắn thử thôi động sát chiêu phân hồn. Sát chiêu phân hồn không giống bình thường, cần hồn phách cổ tiên rời khỏi cơ thể, dựa vào suy nghĩ, ý chí, thậm chí tình cảm còn lưu lại để khống chế cổ trùng. Vì thế độ khó khi thúc giục khó hơn tiên chiêu bình thường rất nhiều. Thôi động sát chiêu thất bại. Phương Nguyên im lặng, bắt đầu sử dụng đảm thạch cổ tiến hành chữa thương. Nếu sát chiêu phân hồn của Phương Nguyên thành công, hồn phách phân liệt sẽ không có cảm giác đau đớn, nhẹ nhõm tự nhiên giống như uống nước. Nhưng nếu thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hồn phách sẽ sụp đổ. Cho nên, cổ tiên có nội tình hồn phách không mạnh, tuyệt đối không thể mù quáng thi triển sát chiêu này nếu không chính là tự tìm đường chết nội tình hồn phách phương nguyên cao đến thiên vạn nhân hồn lúc này mới dám luyện tập hiện tại phương nguyên đã cải tiến song sát chiêu kiếm đạo đồng thời diễn luyện thuần thục bắt đầu ra tay cải tiến và luyện tập sát chiêu phương diện hồn đạo ngoại trừ sát chiêu phân hồn còn có hồn áp hồn khiếu hồn bạo thôn hồn hồn xuyên hồn thú triệu lai Tiên cổ hồn đạo trong tay Phương Nguyên cũng không nhiều, chỉ có thể tái hiện sát chiêu nhưng uy năng diệu dụng lại không cao. Quyết định chiến lực của Phương Nguyên vẫn là ấn hộ thân nghịch lưu. Mặc kệ thủ đoạn hồn đạo hay trí đạo, kiếm đạo đều chỉ là thủ đoạn làm phong phú thêm cho Phương Nguyên mà thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.